Xin chào nha, mình tiếp tục quay trở lại với kênh Đồ Cổ Cần Thơ. Thì đến với clip ngày hôm nay thì bên Đồ Cổ Cần Thơ em cũng có về rất là nhiều sản phẩm đẹp để giới thiệu và giao lưu cả nhà mình trong video ngày hôm nay. Xem được đừng tiếc cho em xin một like và đăng ký kênh nha. Mã số 1 đầu tiên là giới thiệu với cả nhà mình có một cây bật lửa nha. Cây bật lửa của Nhật được sản xuất vào những thập niên 60 còn luôn nguyên hộp cho cả nhà luôn ha. Con này rất là đẹp ha. Con này là nó có đây là thương hiệu của nó luôn nha cả nhà nha. Con này đặc biệt là còn nguyên hộp rất là đẹp. Đó, con này nó hoạt động trên nguyên tắc là mình bỏ xăng vào ha, và có cái cần đây sử dụng xăng đá. Đây cả nhà cùng xem nha, con này còn rất là đẹp. Đó, đây ha, ở chỗ đầu này là có thương hiệu của nó luôn nha. Mình bỏ xăng vào cho chỗ đầu này, và đá thì bỏ bên góc bên đây, rất là nhạy lửa nha cả nhà ha. Để em bỏ miếng xăng vô cho cả nhà mình cùng xem thử ha. Cái này là trong lúc vận chuyển người ta không cho bỏ xăng, nên là trong lúc quay thì em mới thử tiêm xăng cho cả nhà mình thôi nha. Đó, con này rất là đẹp. Để bỏ xăng vào cho cả nhà mình xem ha. Tại vì trong lúc vận chuyển người ta không có cho bỏ xăng nên em chỉ thử tiêm xăng cho cả nhà mình thôi. Còn về mình muốn sử dụng bỏ xăng vào rồi chỗ phía đầu này nha. Rồi rất là đẹp. Rất là nhạy lửa ha. Rồi, con này rất là đáng để sưu tầm, còn luôn hộp cho cả nhà luôn ha. Kèm theo là một cái đế để mình có thể là trưng bày luôn. Đó. Một trong những sản phẩm rất là đặc biệt của ngày hôm nay. Con số 1 này có giá giao luôn cả nhà mình là 2,5 triệu nha cho một bật lửa của Nhật. Rất là đẹp, được đựng trong một cái hộp rất là sang trọng như thế nào ha. Đây mã số 1 ngày hôm nay nha. Rồi thế là mã số 2 là một dòng bật lửa của Mỹ được sản xuất vào những thập niên 1950. Đây con này là của hãng ARS, Mark in USA đây, cả nhà cùng xem ha. Con này của hãng ARS nha. Trên đây là có cái mã số của nó luôn ha. Ở đây là lớp men rất là đẹp, được mạ vàng nhưng mà nó hơi phôi pha theo thời gian nha. Con này nó hoạt động trên nguyên tắc là cũng là mình sử dụng là xăng luôn nha, xăng đá ha. Rất là đẹp, để bỏ xăng thử cho cả nhà mình cùng xem nha. Bật vô vậy. Rửa xăng đó là mình có chỗ để mình bỏ xăng và bỏ đá ha. Đó. Đây cả nhà mình cùng xem nha. Đây có nút mình nhấn vô ha. Và cháy nha. Đó, rất là đẹp ha. Nhấn vô. Rút cái này ra thì cả nhà có chỗ để mình bỏ xăng cho cả nhà mình nha. Chỗ này ha. Đây thương hiệu nó đây, chỗ này là bỏ đá và mình bỏ xăng như này. Rất là đẹp nha. Một trong những con của Mỹ đẹp độc và lạ luôn. Rất là đáng để mình trưng bày sưu tầm ha. Đó. Của Mỹ nha, được sản xuất vào những thập niên 1950. Để bỏ xăng cho cả nhà mình xem thử. Tại vì mình về mình phải bỏ xăng vào ha. Nhấn nút vào nha. Đó, đây là con này có giá giao lưu cả nhà mình là 1,8 triệu cho cả nhà có nhu cầu sưu tầm báo ha. Mã số 2. Rồi mã số 3. Mã số 3 là một dòng bật lửa của Mỹ, dòng để bàn giống như là cây đèn thần nha, rất là đẹp, độc và lạ luôn ha. Của hãng Ronson, ở dưới này có hai con ốc, một con bỏ xăng, một con bỏ đá luôn ha. Và cũng sử dụng trên nguyên tắc là sử dụng xăng đá. Đây cả nhà cùng xem đây. Cốt đồng bọc bạc ha. Đó. Để bỏ xăng vô cho cả nhà mình thử. Bữa này là em thử cái tiêm xăng thôi nha, còn về á mình sử dụng á thì mình phải bỏ xăng dưới ha. Bỏ xăng vô đây cho nó ngấm lên nha. Còn này là chỉ có quay cho cả nhà mình xem là dùng tim thôi. Bỏ miếng xăng vô tim đi thôi. Rất là đẹp. Con này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1 triệu đồng nha. 1 triệu đồng cho con bật lửa để bàn của Mỹ. Sản xuất vào những thập niên 1950. Cốt đồng bọc bạc. Đây là mã số 3. Rồi. Đây là tiếp theo mã số 4. Của ngày hôm nay thì bên em còn có sưu tầm được một bộ tiền. Một bộ tiền 50 quốc gia trên thế giới nha. Bộ gồm 50 tờ. 50 quốc gia. Đó, khác nhau đều lòng trong phơi bảo quản như thế này. Rất là đẹp như cả nhà nha. Và một bộ như thế này bên em có giá giao lưu cả nhà mình là 1 triệu đồng ha. Cho một bộ 50 tờ tiền 50 quốc gia trên thế giới ha. 50 tờ khác nhau hết, giống như tờ này của Peru đây. Rất là đẹp nha. Thì cả nhà có nhu cầu sưu tầm thì báo em ha. 50 tờ 50 quốc gia thì chỉ có giá giao lưu cả nhà 1 triệu đồng thôi nha. Kèm theo những cái phơi bảo quản, kèm theo những cái lá cờ trên đây luôn của các quốc gia luôn nha. Đây là mã số 4 trong video hôm nay. Rồi, thế là mã số 5 thì bên em còn có sưu tầm được một bộ album 120 xu, tiền xu của 120 quốc gia trên toàn thế giới ha. Đây là tiền xu của 120 quốc gia nha. Một bộ này rất là đẹp. Một bộ này thì 120 xu kèm theo album vậy luôn, tiền xu của các quốc gia. Thì bộ này mình có sưu tầm thì có giá giao lưu với cả nhà mình là 1,2 triệu, tính ra 10,000 một xu kèm theo album luôn, lá cờ rồi bỏ vô phơi bảo quản vậy luôn nha cả nhà ha. Rất là đẹp nha. 120 xu 120 quốc gia có giá giao lưu cái nhà 1,2 triệu. Đó. Cho mã số 5 trong video hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 6 thì bên em còn được một cái bộ ô chầu xưa rất là đẹp.
đó, một bộ ô ô trầu xưa chất liệu bằng đồng, thì tổng trọng lượng là khoảng 5,5 kg, năm ký hai thôi, chiều cao tổng thể là có khoảng 18 và đường kính ngang là tầm có khoảng là 18 cm. Chất liệu toàn bộ đều bằng đồng nguyên khối hết nha, đây cả anh em cùng xem ha, đây giống như là ống ngoái đây, rất là nhiều món nha, ngoái trầu, rồi đây là giống như ống nhổ trầu đây, rất là dày dặn, rất là đẹp. Đó, qua một bộ như thế này bên em có giá giao luôn, có hai cái dĩa luôn nha, một bộ như thế này bên em có giá giao luôn với cả nhà mình đó là 3,5 triệu, cho mã số 6 có trong video hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 7. Mã số 7 thì bên em còn được một cái ấm trà, đó có hình con rồng trên đây, cả nhà mình cùng xem nha, sông long ha, trên này sông long chanh châu, hai bên là hai con rồng nổi, rất là đẹp, đây cả nhà mình cùng xem nha, rất là đáng để sưu tầm ha, ở đáy có chuyện luôn nha. Và cái ấm này có giá, có tổng trọng lượng là khoảng 800 g, và bề ngang tổng thể là tầm có khoảng là 13 cm. Đó. Chiều cao là có khoảng là 14. Một cái ấm trà rất là đẹp và có giá giao lưu với cả nhà mình. Một cái ấm như thế này 800 ngàn, cho mã số 7. Rồi thứ hai mã số 8. Mã số 8 của ngày hôm nay là một bộ khay trà đồng. Đó, một bộ nó bao gồm như thế này, 6 cái ly, một khay và một bình. Đó, rất là đẹp nha. Và chiều cao của cái bình là tầm có khoảng là 14, bề ngang của bình là tầm có khoảng là 19 cm, kèm theo 6 cái ly rồng nữa. Đó, kèm theo cái khay đồng luôn. Cái ấm là ấm Bacotin. Tổng trọng lượng của bộ này là khoảng 1,5 kg. Và có giá giao lưu cả nhà mình một bộ như thế này là 2,2 triệu, cho mã số 8. Có trong video hôm nay, đây là mã số 8. Rồi tiếp theo mã số 9 thì bên em giới thiệu với cả nhà mình là còn được một sâu lục lạc nha, bao gồm 16 cái, chất liệu bằng đồng và dây là dây da. Đây cả nhà mình cùng xem ha, bộ rất là to, trên đây qua văn họa tiết rất là đẹp ha, đồng, dây là dây da, 16 cái, tổng trọng lượng là tổng trọng lượng của cái bộ lục lạc này á là tầm có khoảng là 1,1 kg. Và bên em có giá giao lưu với cả nhà mình một cái lục lạc như thế này là 1,000,000 đồng nha cả nhà ha. Cái này có nhu cầu sưu tầm báo nha, 16 cái. Rất là đẹp, chất liệu bằng đồng. Đây mã số 9. Rồi mã số 10. Mã số 10 của ngày hôm nay là một giới thiệu cả nhà mình chọn một bộ khay chầu rượu. Thì một bộ nó bao gồm là có một số món như trên này cho cả nhà mình cùng xem nha. Thứ nhất là cái bình, cái nhạo rượu ha. Đó. Đây cái nhạo rượu đây. Chất liệu đồng. Đồng rất là đẹp nha. Và kèm theo hai cái ly rượu. Đó. Và bên cạnh đó là kèm theo một hộp này là đựng chầu cao. Một hộp thì đựng trang sức chất liệu đồng, một bộ như thế này. Một bộ như thế này mình vừa sưu tầm về là vừa sưu tầm rồi vừa có thể là cho một số chỗ thuê luôn cũng được nha. Rất là đẹp nha cả nhà ha. Bộ này rất là đẹp. Bộ như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình đó 2,8 triệu. Cho cả nhà có nhu cầu sưu tầm bán ha. Đây là mã số 10. Rồi thứ hai mã số 11. 11 thì hôm nay còn được một cặp cốc chất liệu bằng đồng. Bao gồm hai con như thế này. Để cả nhà cùng xem ha. Hai cụ thiềm thừa cốc. Tổng trọng lượng là 2,6 kg cho hai cụ như thế này. Đây xem không rõ là cần thêm thông tin, cả nhà có thể kết bạn Zalo anh em ha, để có thể gửi thêm thông tin cho mình nha. Một cặp như thế này có giá giao lưu cả nhà mình 1,5 triệu, bao gồm hai con, rất là đẹp ha. Đó, thêm thừ. Và chiều dài tổng thể là tầm có khoảng là 15. Rồi chiều cao là 10 cm, chất liệu bằng đồng, mã số 11. Rồi tiếp theo mã số 12. 12 cái hôm nay thì bên em còn được một tượng mẹ Quan Âm chất liệu bằng đồng. Đó. Đây là một tượng mẹ Quan Âm đang đứng nha, tượng này tượng nhỏ thôi. Tượng này có giá giao lưu với cả nhà mình là 700 ngàn. Tổng trọng lượng là khoảng 650 g, chiều cao là 21 cm. Rồi bề ngang là có khoảng là 4 cm, chất liệu bằng đồng. Đây là mã số 12, cả nhà mình cùng xem ha. Đang đứng trên đài sen nha, rất là đẹp. Rồi có giá giao lưu với cả nhà mình là 700 ngàn. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm bán ha, mã số 12. Rồi, 13. 13 là một con cá kim long chất liệu bằng đồng. Đó. Cá kim long. Tổng trọng lượng là khoảng 1,3 kg. Rồi chiều dài tổng thể là có khoảng là 27. Chiều cao là 13. Cá kim long bằng đồng thì con cá này có giá giao lưu với cả nhà mình là
Cái này có giá cho luôn cả nhà 1 triệu đồng ha, cho mã số 13 có trong video hôm nay nha. Rồi tiếp theo mã số 14. 14 thì hôm nay còn được một cái bàn tính toàn bộ đều bằng đồng. Đi giới thiệu cùng cả nhà nha. Đó, tất cả bằng đồng hết, từ những con nan luôn. Trên đây nó có một số khắc một số từ ha. Nhất bổn dạng lợi nha, tứ quý phát tài. Một mùa nhất bổn dạng lợi là một vốn ngàn lời nha, tứ quý phát tài là bốn mùa mang lại tài lộc, may mắn tài lộc. Thì cái bộ này á tổng trọng lượng là khoảng 1,2 kg và đường kính là cỡ khoảng là 24 cm, bề ngang là 10. Có giá giao lưu với cả nhà mình 1.200.000 cho một cái bàn tính toàn bộ đều bằng đồng ngày hôm nay, mã số 14. Rồi tiếp theo mã số 15. 15 thì bên em giới thiệu cả nhà mình còn được một cặp nến châu Âu. Đó, đây là một cặp nến đồng châu Âu rất là đẹp nha. Thì một cặp này nó bao gồm có là 2, 4, 6 ngọn. Rất là đẹp, đây cả nhà cùng xem ha. Một cặp nến châu Âu nha. Đây. Tổng trọng lượng của cặp nến này là khoảng 4,8 kg, chiều cao tổng thể là có khoảng là 33 và chiều ngang từ nến này qua nến kia tầm có khoảng là 26. Toàn bộ đều bằng đồng, đồng châu Âu rất là đẹp. Có trong video hôm nay, đây cả nhà cùng xem ha, rất là đẹp nha. Một cặp như thế này bên em có giá giao lưu với cả nhà mình một cặp nến rất là đẹp như thế này ha, 2.800.000 cho cả nhà có nhu cầu sưu tầm báo nha. Đây cả nhà cùng xem ha, từng những này đều là gời hết ha. Đây mã số 15. Rồi tiếp theo mã số 16. Cái này mình có thể tháo gời ra tất cả các nhánh đều được nha cả nhà nha. Đây là giống như nhánh này mình có thể tháo gời ra luôn ha. Đó, rất là đẹp nha, từng hàng thủ công từng cái ghép lại, hàng châu Âu rất là đẹp nha. Mã số 15 ha. Rồi 16 thì hôm nay có 16 thì có về được một cặp nghê chất liệu bằng đồng, thì giới thiệu cùng cả nhà mình ha, bao gồm có hai con. Đây là mã số 16 có trong video hôm nay. Thì một con thì đạp trên con lân con, một con đạp trên quả trâu, chiều cao tổng thể là có khoảng là 15, chiều dài của mỗi con là tầm có khoảng là 19 cm, chất liệu bằng đồng. Đây cả nhà cùng xem đây, rất là đẹp ha, một con đạp trên quả trâu, một con đạp trên bóng ha, rất là đẹp. Cặp này lân cổ nha, có giá giao lưu với cả nhà mình một cặp như thế này là 2.200.000. Đây là mã số 16 ha. Rồi tiếp theo mã số 17. 17 thì hôm nay em còn được một cặp tỳ hưu cánh. Đó, cuối ngày hôm nay cũng có về được một cặp tỳ hưu cánh như thế này để giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Mã số 17, tổng trọng lượng là khoảng 3,5 kg, chiều dài tổng thể là có khoảng là 22, rồi chiều cao là có khoảng là 15 và có giá giao lưu cả nhà 1.800.000 nha. Đây bao gồm có hai con, một con đực và một con cái, chất liệu bằng đồng. Đây là mã số 17 có trong video hôm nay. Đây là mã số 17. Rồi mã số 18 thì bên em còn được một cặp tỳ hưu nhỏ nhỏ xinh xinh nha. Cái này rất thích hợp để bàn hình tài thổ địa ha. Đây là số 18. Thì một cặp bao gồm hai con như thế này. Đó, một con đều có chuyện hết nha. Một cánh ha, tỳ hưu cánh. Đó, một cặp như thế này tổng trọng lượng là khoảng 1,3 kg. Rồi chiều dài tổng thể là tầm có khoảng là 17. Chiều cao là có khoảng 10 cm. Có giá giao lưu với cả nhà mình một cặp như thế này. Đó, có giá giao lưu cả nhà mình là 1 triệu đồng thôi nha, mã số 18. Rồi tiếp theo mã số 19. Mã số 19 của ngày hôm nay, một cái cây bút cốc. Đó, đây là mã số 19. Thì có giá giao lưu với cả nhà mình là 2.200.000 cho một cái cây bút như thế này, chưa tài hút lộc, chiều dài tổng thể là có khoảng là 23, rồi chiều cao là 20, chất liệu bằng đồng. Dưới là có hai cụ cốc thải tiền vô ha, rất là đẹp. 2.200.000 cho mã số 19 có trong video hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 20. 20 thì giới thiệu với cả nhà mình có được một con cua rất là to, mã số 20, chiều cao là có khoảng là 29 cm, rồi bề ngang là có khoảng là 23, chất liệu bằng đồng. Và mã số 20 thì có giá giao lưu cả nhà 1.800.000 cho mã số 20 có trong video hôm nay. Rồi mã số 21 của ngày hôm nay là một con rồng rất là to. Đây mã số 21, rồng đang đứng trên đóng một hũ tiền nha, chiều dài tổng thể là có khoảng là 236, rồi chiều cao là có khoảng là 29, chất liệu bằng đồng. Con này rất là to khủng, có giá giao lưu với cả nhà mình ha, có giá giao lưu với cả nhà mình là 3.500.000 nha, cho một con rồng rất là to ngày hôm nay. Đây là mã số 21.
Rồi mã số 22. 22 là từ Khổng Minh Gia Cát Lượng. Đó, với biệt tài là hô mưa gọi gió nha, mã số 22. Chiều cao là 30 cm, bề ngang là có khoảng là 7 cm. Mã số 22 này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.200.000 cho mã số 22. Rồi mã số 23. 23 là giới thiệu cho cả nhà mình là còn được một bộ tam đa bao khúc lộc thọ, mã số 23. Chiều cao là có khoảng là 18 cm, bề ngang là tầm có khoảng là 15. Có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.400.000 nha. 1.400.000 ha cho mã số 25 của ngày hôm nay. Rồi đây là mã số 26. 26 ngày hôm nay là một cái chuông đồng cổ nha. Đây là một cái chuông đồng cổ. Đây là mã số 26. Tổng trọng lượng là khoảng 8,8 kg. Chiều cao là có khoảng là 26 cm. Đây là một cái chuông đồng cổ nha cả nhà ha. Đây là mã số 26 nha. Đây, rất là to, rất là nặng. Đó. Cái này có giá giao lưu cả nhà mình là 4.800.000 cho cái chuông đồng cổ ngày hôm nay. Để em đo, đây là mã số 25 ha. Đường kính là có khoảng là 24 cm. Rồi cuối cùng của ngày hôm nay là mã số 26. 26 thì giới thiệu với cả nhà mình là còn được có được một cặp đèn dầu của Pháp. Đây là mã số 26, cũng là mã số cuối cùng trong video hôm nay mà bữa nay em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Đây là một cặp đèn dầu của Pháp nha, chất liệu bằng ở dưới là bằng đá, bầu là bầu thủy tinh, còn cái chân là bằng đồng. Thì chiều cao tổng thể của cái cây của cặp đèn này rơi vào khoảng là 74 cm nha cả nhà nha. Cái bầu rất là to, cái bầu là có khoảng là 16, rất là đẹp ha. Tình trạng là lành tích nha. Cặp đèn màu vàng, cặp này có giá giao lưu cả nhà mình là 7.500.000. 7.500.000 cho cặp đèn như thế này. Đây cũng là mã số cuối cùng trong video hôm nay mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo như sản phẩm đẹp độc và lạ hơn ha. Xin chào và hẹn gặp lại.